Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2021 thì cô sẽ live stream ở kênh LNB TV. Anh em nào có muốn xem live stream thì anh em nhớ đăng ký kênh LNB TV ở cái link này nha anh em. 15:30 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy mình sẽ live stream game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile để đi tầm ma ảo cảnh. Và 20:30 từ thứ hai đến thứ bảy mình sẽ live stream game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Nhớ đăng ký kênh LNB TV. Khi mà mình có live stream thì anh em sẽ nhận được thông báo liền nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái nhân vật, một môn phái mà anh em có thể sẽ rất là mạnh trong giai đoạn đầu của game. Giai đoạn đầu nha, đến 8x luôn và có 9x luôn. Cái môn phái này nó rất thích hợp dành cho anh em kẻ trai. Nhưng mà nếu như mà anh em thuộc dạng mà là những người nạp cạc tầm trung, chơi dạng hồng 9, dạng hồng 10, dạng hồng 11 nữa, 12 á, chơi cái file này nó mạnh khiếp khủng, còn top được chiến khỏi bàn luôn, nó trâu kinh khủng khiếp luôn anh em, cực kỳ mạnh luôn á. Môn phái Nga Mi Chữ rất thích hợp cho những anh em kẻ trai trong giai đoạn đầu, rất mạnh luôn. Và nhân vật của chúng ta hiện tại đây là cái anh Hỏa Long Tiên Tử, này là server S138 nha anh em. Hiện tại anh này đang có số lượt chiến là 500.568 lượt chiến. Hạng tư server và là top 1 môn phái Nga Mi. Cách biệt với top 2 rất là dữ dội. Ok, thì xem đồ của anh ấy như thế nào. Thứ nhất là khí hồn level 81. Đây, cường hóa anh ấy đang là cường hóa 70, đang chuẩn bị lên cường hóa 80. Và anh này đang có một cái vũ khí cực kỳ đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp luôn anh em. Phải cái chữ đẹp phải nồi luôn. Quang kim 6 dòng vàng, nội công bảo vệ kháng thủy, là hai cái này là nó sẽ tăng cho chúng ta rất là nhiều. Bảo vệ kháng thủy nó giống như là một cái dòng tấn công vậy đó, nhưng mà nó sẽ có tác dụng lên người chơi, còn lên quái hay lên cọc gỗ nó sẽ không có tác dụng. Nội công nó sẽ tăng cho chúng ta rất là nhiều đam đúng không. Rồi, tỷ lệ làm chậm, thời gian làm chậm, chính xác sẽ thậm chí mạng quá dữ dội luôn. Khảm chính 25 văn cương 6 sao, bây giờ đang lên khảm 10, 25 văn cương 7 sao, hiện tại đang có 2 văn cương 7 sao. 7 sao thì ít nhất là khoảng rực rỡ 4 á, văn cương bậc 4 rực rỡ thì mới lên được 7 sao. Chỉ số tấn công là 4k3, nội công là 1k1, sinh lực là 54k, nội lực là 21k, sinh khí là 479, thân pháp là 309. Hiện tại tăng full nội công luôn. Thuộc tính của anh ấy, tấn công cơ bản là 130%, sinh lực cơ bản 138%. Nga Mi nó ngon ở chỗ cái chiêu này, Phật pháp vô biên, vừa tăng tấn công cơ bản vừa tăng sinh lực cơ bản, cực kỳ ngon luôn. Quá ngon luôn anh em. Anh em có thêm tấn công cơ bản và sinh lực cơ bản ở cái đồ ngoài kim. Mình thường khuyên anh em á, anh em cố gắng lên 5 món hoàng kim. Làm sao làm lên 5 món hoàng kim trong giai đoạn đầu cho tôi. Tầm 8x là anh em có 5 món hoàng kim là cực kỳ đẹp. 5 món hoàng kim là có nè, 3 cái là sinh lực cơ bản nè, 5 cái tấn công cơ bản nha. 5 món hoàng kim là rẻ rời luôn, thật sự luôn, cực kỳ rẻ. Trong giai đoạn đầu anh em cố gắng lên cho tôi. Cái mặt nạ có sinh lực cơ bản, tấn công cơ bản. Để có cái mặt nạ anh em nhận đệ tử. Thấy không? Nhận đệ tử, mình giao nhiệm vụ cho họ, họ hỏi báo nhiệm vụ mình sẽ có điểm sơ đồ. Lúc đó là mình có 10k điểm sơ đồ. Mình mua cái mặt nạ, thấy không? Tấn công cơ bản, sinh lực cơ bản, thấy không? Chính xác là 245 điểm, 106%. Né tránh là 733, 33%. Đỡ đòn là 3k1, 28.28%. Đỡ đòn miễn thương 1001, 44%. Khi mà mình có đỡ đòn cao, đối phương đánh như mình sẽ có kích hoạt đỡ đòn
có tỷ lệ kích hoạt đỡ đòn. Khi mà kích hoạt đỡ đòn á thì đỡ đòn miễn thương này nè nó sẽ giảm đi 44.7% đam của đối phương đánh vô chúng ta trong cái lần đỡ đòn đó nha. Chí mạng là 930 điểm, 63%, sát thương bạo kích 821 điểm, 248%, kháng chí mạng 168, miễn sát thương bạo kích 115, hút sinh lực 1%, bỏ qua kháng thủy 13%, 234. Các này hồi trước là chơi môn phái các bạn, bây giờ đang chuyển qua nga mì. Kháng con này là 1k5, kháng thổ là 2k. Cường quá ngũ hành 572. Khi mà môn phái Gami này đánh những môn phái Ca Bang hay là Thiên Nhẫn, đam của nấy sẽ tăng thêm 38.86%. Khi mà hai môn phái hệ quả đó mà đánh vô cái môn phái Gami này thì đam của họ sẽ giảm đi 38.86%. Anh này đang có tỷ lệ bất lợi ngũ hành tăng là 170 điểm, thời gian bất lợi ngũ hành tăng là 60 điểm, thời gian làm chậm, tỷ lệ làm chậm khá là ok, đúng không? Rồi tỷ lệ bất lợi ngũ hành giảm là 160 điểm và thời gian bất lợi ngũ hành giảm là khoảng 310 điểm. Khó bị khống chế nha. Thọ thương nè, thọ thương giảm là cao nè, thời gian thọ thương giảm cao, thời gian làm chậm giảm cũng ok, thời gian làm chón giảm cũng ok luôn. Thời gian suy yếu giảm 100% là thiêu đốt nè. Cái này có thể là tấn công kháng tất cả, thời gian thiêu đốt giảm. Rồi cái này bất minh thành công, tấn công kháng tất cả, thời gian suy yếu giảm. Khả năng là có tấn công kháng tất cả với lại cái thằng thời gian chống giảm á. Nghi lắm. Đó, đó là chỉ số của anh Hỏa Long Tương Tử. Rồi ok, coi trang bị. Trang bị thì hiện tại mình sẽ xem là về tấn công trước nha. Là có cái vũ khí nè. Nội công bỏ qua kháng thủy, sát thương chí mạng chính xác, tỷ lệ làm chậm, thời gian làm chậm 6 dòng, ok á. Nếu mà bỏ cái dòng chính xác này đi, lấy cái dòng tấn công là cực kỳ ngon luôn, cực kỳ ngon luôn anh em, quá khủng khiếp luôn á. Tấn công hoặc là băng sắc nội cực kỳ ngon luôn, mà thấy full vàng này là quá đẹp đúng không? Văn cương anh này đang sử dụng là bỏ qua né tránh, nội công tấn công chí mạng, ok chính xác. Qua cái dây chuyền hệ kim, dây chuyền hệ kim là nội công chí mạng, sát thương chí mạng, sinh lực tối đa cơ bản, hút sinh lực và thần pháp, tấn công tỷ lệ bất lợi ngũ hành tăng, chí mạng và bộ quan để tránh. Đối với cái thằng ngâm biệt trưởng này theo bản thân cua nha, tại vì cái khả năng bắt người nó quá khủng đi, tỷ lệ thọ thương lên tới 80% lận, nên là cái khả năng nó bắt người quá kinh, mình không cần build cho nó khống chế nữa đâu, build full đam luôn. Này bỏ qua né tránh, nội công, tấn công, chi mạng, bút vô. Cái nhẫn 14 trên em mọc. Nội công đỡ đòn miễn thương, sinh khí, né tránh, thời gian cho nhảm và hút sinh lực. Ok, mấy dòng này xài được nè. Chí mạng, thời gian bước lại ngũ hành tăng và bỏ qua né tránh. Anh em lưu ý là khi mà chúng ta đã có thể mang được một cái món đồ bậc 5 đúng không? Ví dụ là bậc 5 nó có 4 lỗ. Anh em mang cái món đồ đó vào là bản thân của chúng ta sẽ có thể có được 4 lỗ. Anh em mang bất cứ cái văn cương nào anh em muốn mang vô để mình kích lỗ anh em. Sau đó mình sẽ mang lại cái món đồ chính của mình. Ví dụ nha, ví dụ là cái này đi. Mà bậc 3 đúng không? Đây bậc 3. Đó, thì anh em sẽ kiếm một cái món đồ. Không, cái này bậc 4 nè. Hiện tại là bậc 4 nó đang có là 430 lỗ đúng không? Đó, là anh này anh đã kích được một cái lỗ thứ tư nè. Là trước đó anh ấy đã mang một cái dây chuyền bậc 5, anh ấy mang vô, sau đó anh ấy mang lại cái dây chuyền mà cần thiết của anh ấy, bậc 4 mang vô. Đó. Tương tự này cũng vậy, thấy không? Này cũng vậy. Rồi, qua cái nhẫn dưới hệ thổ, nội công đỡ đòn. Đỡ đòn miễn thương, sinh khí, phản đồ cận chiến, thân pháp, nội công, tỷ lệ bất lãng của hành tăng và bỏ ngoài để tránh. Cạc này mà bắt người chết luôn á, thiệt. Rồi qua cái ngọc bội, bậc 5 hay thủy, nội công, chí mạng, sát thương chí mạng, kháng quả. Chỉ cần 3 dòng này thôi tôi thấy là quá đẹp luôn rồi. Một tím 3 dòng rồi là quá đẹp mày.
Rồi bỏ qua né tránh, tấn công, chí mạng và tỷ lệ bất lại của hành tăng. Ở đây có bottom, đây có bottom đây. Bắt đầu từ ngày 1/7/2021 thì cô sẽ livestream ở kênh LNB TV. Anh em nào có muốn xem livestream thì anh em nhớ đăng ký kênh LNB TV ở cái link này nha anh em. 15:30 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile để đi tầm ma ảo cảnh. Và 20:30 từ thứ hai đến thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Nhớ đăng ký kênh LNB TV. Khi mà mình có livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo liền nha. Bỏ qua né tránh, chí mạng tấn công, tỷ lệ bất lợi của hành tăng. Để mình xem nha. Tại vì anh này có thể là do ảnh không có lên được cái Diên Văn Cương nội công, không có lên được Diên Văn Cương nội công nên ấy mua đỡ tấn công hàng vô. Mình nghĩ là vậy á. Chứ mà 50 nội công này là nó nhiều lắm, nó nhiều tấn công lắm anh em. Rất là nhiều tấn công, 130% tấn công, 130% tấn công mà nhân cho khoảng 40 điểm thôi à. Cho cái nội công á, là nội công bậc 2 thôi là 40 điểm thôi đúng không? 40 điểm thì chúng ta sẽ có khoảng 90 điểm tấn công nữa. Ghê gớm lắm. Bởi vậy là mình lúc nào mình cũng có thể là với cái số tấn công cơ bản này nè cao như thế này, anh em mang cái viên nội công. Nếu như anh em chơi những môn phái nội công, nó tăng rất là nhiều điểm tấn công. Anh em mang những viên sức mạnh, nếu anh em chơi những phái ngoại công, nó sẽ tăng rất là nhiều điểm tấn công. Nếu như chúng ta có tấn công cơ bản cao nha. Ngạo tuyết cực à. Chàng ngựa siêu quen, top 1 anh em. Top 1, nghe ha. Đua top mà được con siêu quen anh em, đẹp bài luôn. Quá đẹp luôn, chúng tôi siêu quen hình dáng thật. Đẹp vãi cả trưởng luôn, siêu quen, đúng đẹp luôn á. Đẹp khiếp luôn á. Đẹp ghê luôn á anh em, quá đẹp luôn á. Quá đẹp. Rồi, trang sức vô top 16, thì đấu một phải sẽ có trang sức. Qua những cái món thủ, cái bao tay bậc 5, hiệu hỏa, nội công sát thương chí mạng, thời gian thọ thương giảm, sinh khí, né tránh, nội lực, thân pháp sinh lực tối đa, đỡ đòn và thời gian bất lợi ngũ hành giảm. Ở cái thủ á, thì nếu như mà anh em chơi Nga Mi Trưởng á, nghĩ anh em nên lên cái này nè. Nếu như mà anh em cảm thấy máu của mình nhiều thì mình khỏi lên sinh khí. Nếu máu của mình ít thì anh em chơi một viên sinh khí. Anh em có thể chơi là đỡ đòn là cái thứ nhất. Rồi tỷ lệ bất lợi của hành giảm, thời gian bất lợi của hành giảm và sinh khí, thấy không? Còn nếu như anh em cảm thấy sinh khí không có được, anh em nhiều máu đó, anh em có thể chơi đó chính là tỷ lệ bất lợi của hành giảm, thời gian bất lợi của hành giảm, đỡ đòn khi chí mạng. Rồi, những cái đó nó sẽ giúp cho mình vừa khó bị khống chế vừa trâu. Rồi qua cái nón bậc 3, nội công chí mạng, sinh khí, kháng chí mạng, bảo qua né tránh và sinh lực tối đa, né tránh, kháng mọc và đỡ đòn. Qua cái áo, cao hệ hỏa, hỏa sắc nội. Ông này tại vì hồi trước là ông chơi cá bang đó nè, hỏa sắc nội, chí mạng là bảo qua kháng hỏa nè, sinh khí, né tránh và thương pháp, kháng chí mạng, né tránh với lại tỷ lệ bất lợi của hình giảm. Hoặc là anh em cũng có thể chơi là né tránh nè, kháng chí mạng, đỡ đòn với lại tỷ lệ bất lợi của hình giảm, 3 viên, 2 viên thời gian bất lợi của hình giảm cũng được. Không, né tránh, chí mạng, né tránh, đỡ đòn, kháng chí mạng. Kháng chí mạng với lại đỡ đòn cũng có thể thay phiên nhau cũng được. Có né tránh cũng được, có thêm miếng sinh khí cũng được, cái đó tùy mọi người lựa chọn nha. Rồi qua cái đai hay mộc 4 là có tấn công nè, chí mạng nè, miễn sát thương chí mạng nè, bao qua né tránh, kháng thổ và né tránh, kháng phản đòn cận chiến, kháng chí mạng và kháng thổ. Hiện tại thì các phái thiếu lâm đồ ở trong giai đoạn đầu nó không có nhiều nên khỏi cần phản đòn, khỏi cần sợ phản đòn. Phản đòn của nó cũng không có nhiều lắm nên em bỏ lên viên này cũng được. Rồi qua cái đôi dài hay kim 4,
nội công tấn công, miễn sát thương chí mạng, tỷ lệ suy yếu giảm, né tránh và bỏ qua né tránh, ngon á. Được nội công tấn công là ok rồi, là đẹp á. Đỡ đòn, thời gian bước lại của hình giảm và kháng thủy. Kháng thủy này bây giờ mình có thể bỏ ra, mình thay cái khác vô, thay cái nếu mà có cái sinh khí mình mang vô, còn không là cái này thì mình để đi thì đóng một phải hay mày. Đó, cái nhân vật anh ấy build là như vậy, anh em có thể tham khảo cách build như thế này. Thì mình cũng có bổ sung thêm một vài ý theo như cái của mình đúng không. Rồi, còn kỹ năng coi này anh tăng gì. Mát bình thường nè, không xuống tới ảnh mát nè. Nga mì trưởng nè, anh này tăng được 6 cái. Tư tường đồng quy. Rồi băng vũ lạc tinh, anh này tăng mát cái này, không tăng cái này. Đang tăng cái này. Phật pháp vô biên tăng mát nè. Bế nguyệt phúc trần mát. Ba la tâm kinh tăng. Rồi, ok, anh ta không có tăng tân hàng phổ độ. Thì anh này đang chơi theo cái dạng mà full đam luôn. Cái này là đam kết thúc người ta bọc với ăn cái, thấy không? À, còn cái này thì anh ấy đang tăng lên, dư điểm thì sẽ tăng lên tiếp. Thì đối với con Ngami á, thì mình sẽ ưu tiên làm tăng cái này. Tấn công cơ bản, sinh lực cơ bản, ba la tâm kinh à, để cho mình có khả năng mình hồi máu liên tục. Rồi, anh em cứ tham khảo cách tăng con này ha. Còn nếu như mình tăng thì mình sẽ tăng này, phong xuyên tay ảnh nè, đúng không? Rồi, tư tường đồng quy, băng vũ lạc tinh, phật pháp vô biên, ba la tâm kinh, dư điểm mình sẽ tăng này. À, còn thằng này thời gian bất lại giảm rồi nè, cũng ok. Nhưng mà nếu như mà mình đã build cái thằng tỷ lệ và tỷ lệ bất lại của hành giảm và thời gian bất lại của hành giảm thì mình sẽ không build này, mình sẽ khoan tăng này, mình tăng mát này, tăng mát này, tăng mát này, tăng này, tăng này, tăng này, dư điểm sẽ tăng này. Còn nếu anh em không muốn tăng thì anh em cũng có thể tăng này để cho tăng lên chút xíu cái kháng tất cả nè, được cái chút xíu nữa cái hiệu quả bất lợi, cái thời gian bất lợi này nó giảm lại cũng ok. Rồi mấy cái chế kỹ năng ban nè, luyện thể 62 điểm, tịnh tâm 59, 31. Đó, cứ có kinh nghiệm cứ có bạc với lại cống hiến anh em cứ tăng mấy cái này mình vô ban mình sẽ được hưởng nha, chứ nó không phải phế đâu. Qua bí kíp bắt binh thành công nè, tăng tấn công kháng tất cả, thời gian suy yếu giảm. Chiếc bài thủ, băng sát ngoại, băng sát nội, bỏ qua kháng thủy, đây là làm chậm. Anh em không cần phải bỏ quá nhiều tiền để mình chơi bí kíp, có nào xài cái đó thôi. Này là kháng tất cả, tấn công, thời gian suy đốc giảm. Cái này là gì? Bỏ qua né, đỡ đòn, như là nội công, nội lực chứ. Đó. Thì anh này là ảnh có gì anh lại xài đó thôi. Đó, cố gắng là lên cấp liên tục cho nó. Rồi nếu được thì ăn mấy cái sách này. Có bạc á thì cứ quay này, thấy không? Các bạn quay này, nếu như mà chúng ta theo cái dạng đi chen đồ được ok á thì anh em có thể đem bán kiếm tiền cũng được. Còn nếu mà không chen đồ được á, hay là anh em không muốn chen đồ xuống 2x chen, lúc đó mình có rất là nhiều bạn, mình có thể quay bí kíp nó cũng ok. Đây là cái nhân vật cho anh em tham khảo, để như anh em nào mà chơi server mới có thể tham khảo cách build đồ như thế này. Nga mi trưởng là một môn phái rất là dễ chơi. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.